Đó, nãy giờ tôi chưa đụng cái gì nhá, vẫn cái thớt này, dựng lên cho anh em xem nhá. Mới sử dụng độc một lần nè. Xoay nè, đây mặt bên đây lành này nhá, đẹp chưa? Đẹp bóng đúng là nặng, kinh kịch kịch này. Cực kỳ nặng luôn, sờ vô cào tay cũng không ấy này. Cào tay không dắt mùn đến miếc này. Khô hẳn nhá. Khô hẳn này, dạn răm này, dạn răm đều hết khắp này. Thấy chưa? Cái thớt như này để làm gì mà anh em không bị lừa? Tôi đố ai biết được luôn, không phải cái kinh nghiệm như tôi thì hầu như 100 người thì đều bị lừa 100, thấy không? Cái đường vân này vừa tôi soi kỹ cho anh em xem này. Đấy, tôi băm có độc có 10 phút. Đấy, đường vân này, cào vào rất vẫn rất cứng nha. Đường vân sáng này, cào vào vẫn rất là cứng luôn. Nhưng mà đây. Đấy, đây là mới băm một ngày hôm nay ở đây nhá. Chứ giờ hôm sau là các bạn băm khắp như này thì cái thớt của bạn thì sau khoảng 10 lần thì vứt cái thớt. Chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh Sản Vật Vùng Cao. Đã rất lâu rồi mình chưa có video mới nào quay lại để nói với anh em về chủ đề thớt miến. Vì là công việc của mình cũng rất bận và thời gian qua thì là rất nhiều khách hàng tìm đến mình và nhờ mình giám định gỗ thớt miến do các bạn ấy mua ở trên mạng, mua ở trên cả Lazada, Tiki, rồi là những cái đơn vị người ta lập fanpage nghiến vua, nghiến trùm, nghiến gì đấy mình không tiện nêu tên, nhưng mà mua phải thớt nó đều về dùng hai lần nó ra mùn các bạn, thì người ta gửi nhờ mình giám định. Bởi vì là mình nói thật với các bạn thì với kinh nghiệm 5 năm học đại học lâm nghiệp và 15 năm ở trong ngành lâm nghiệp thì là mình quá quen thuộc với cái loại gỗ này để mà nhận diện và biết rõ nguồn gốc xuất xứ của những cái loại gỗ người ta đang bán giả nghiến trên mạng như thế nào. Rồi là cũng có rất nhiều khách hàng hỏi đến mình thì hỏi mua thớt, thì khi mình đưa ra cái mức giá thì là các bạn ấy so sánh, tôi mua chỗ nọ chỗ kia chỉ có 1.1 triệu, 1.2 triệu, thớt 40 mà có 600 bao xít, thì những cái bạn đấy thì mình cũng nói rất rõ bên mình thì không có đủ thớt nghiến xịn, mình chỉ bán nghiến xịn để bán cho các bạn đấy. Mình không có đủ thớt và mình cũng tư vấn cho các bạn đây luôn, các bạn cứ mua theo niềm tin của các bạn, cứ rẻ mà mua và nên nhớ rằng là không có cái gì rẻ mà thơm hết, đấy là cái điều đương nhiên. Thì mình chia sẻ thêm với các bạn, thớt gỗ nghiến là gỗ nguyên gốc quý hiếm, không có thương mại, không buôn bán, không tàng trữ, chỉ có một số dạng hàng mà được gọi là chấp nhận là có nguồn gốc thủ tục, đấy là cái dạng hàng thanh lý như mình, tức là hàng tăng vật vi phạm thanh lý thì mới có, còn lại thì không khai thác nhé. Thì 0,3 tấc thôi là truy cứu trách nhiệm hình sự rồi. Lấy đâu ra mà ở trên mạng là các bạn xem vua nghiến, trùm nghiến, đủ các loại nghiến. Người ta quay cả một kho, một xưởng như vậy. Lấy đâu ra mà nhiều thế. Đấy là gỗ có thủ tục các bạn ạ. Gỗ của người ta có thủ tục đấy nhá. Và các bạn nên nhớ gỗ đã có thủ tục thì không bao giờ là nghiến. Đấy là mình khẳng định. Trừ những hàng tăng vật thanh lý. Còn lại cái loại gỗ đấy là cấm khai thác, cấm buôn bán, cấm tàng trữ, cấm vận chuyển. Thế lấy đâu ra thủ tục. Và bản thân mình thì mình cũng chia sẻ luôn là cái nguồn gốc đấy, thậm chí là nó ở trên Tây Bắc xuống các bạn ạ. Gỗ đấy có một loại gỗ nhập khẩu, gỗ Nam Phi, khối lượng rất là nặng gần tương đương với nghiến và màu sắc cũng gần như tương đồng, các bạn không thể nào mà phân biệt được. Đấy, những loại gỗ nhập khẩu đấy có thủ tục thì người ta về sẽ người ta làm rất là công nghiệp, rất đẹp. Những cái thớt đấy người ta có phọc siêu với bóng này, có chạy dây đai này, đai đũa inox đàng hoàng này, nó cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò, giá rất là cạnh tranh ở trên mạng, dùng rất là nhiều người bán đấy. Thì những cái loại đấy nó nhập về nó làm sản xuất hàng lô bằng những cái loại máy bào công nghiệp lớn, máy bào hai mặt, tức là cả một cái thớt người ta cắt CD ra, người ta đưa vào một cái là nó được vào cả mặt trên cả mặt dưới, quay ra nó vanh một phát là thành cái thớt tròn đẹp hơn thớt nghiến thật rất là nhiều, nặng đẹp. Nhưng các bạn về chạm chỉ dùng khoảng 2-3 lần thì là nó sẽ bị mòn lập tức theo vòng vân, bởi vì bản chất những cái cây gỗ này nó không có lý tính cứng được như nghiến. Và hai nữa nó là gỗ cũ đã bị mục mạ nhập khẩu ở bên nước bạn bên Nam Phi, đi đường tàu biển về kho những cục thì nó mới, thì nó cái gỗ nó chưa bị mục mạ thì có thể dùng tạm được. Còn lại thì là cái thớt đẹp như vậy mình không biết được bản chất cây gỗ nó mục mạ trong rừng hay nó đổ gãy hay nó cụt ngọn như nào. Cho nên cái tỷ lệ rủi ro mua cái loại đấy thì chất lượng nó cực kỳ là kém.
thì mình cũng chưa có điều kiện để mình làm cái video đấy cho các bạn để so sánh là nó kém hơn như thế nào. Nói như vậy nhưng mà làm sao để biết là nó kém, nó cứng như thế, ông nói như thế nhưng mà thực tế nó thế nào, hay là ông nói thế nhưng mà có đúng hay không, ai chứng minh việc đấy. Thì hôm nay mình đã đặt mua một cái thớt 50, đường kính 50 ở trên mạng đấy, 50 giày 7 đặt vào, và được cái chủ shop người ta nói rằng là đây là nghiến, nghiến Tây Bắc hay nghiến Thanh Hóa mình không không biết, nhưng mà mình nhìn hình ảnh thôi thì mình biết rõ ràng đây là gỗ Nam Phi gỗ nhập khẩu. Và những cái thớt mà được cho rằng là nghiến, nó từ đâu nó đến, nó từ ở trên Tây Bắc luôn các bạn, mà đặc biệt là ngay ở trên đỉnh đèo Pha Đin thì là mình không tiện nêu tên ai, nhưng mà người ta đem gỗ về đấy, đem gỗ nhập khẩu về đấy người ta sản xuất, và cái chùm xỉ ở trên đấy người ta lại đổ đi các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, rồi là những dân IT, dân chạy app, người ta lập quay, người ta nhập cái loại này về và người ta bán đại trà trên cả nước, thế nên rất nhiều nghiến. Và để chứng minh cho cái điều đấy thì hôm nay mình đã đặt mua ở trên mạng một cái thớt 50 giày 7 để anh em mình cùng mở ra cùng review xem nó đẹp như nào. Hôm nay ngày 8/1/2022, đây là video đầu tiên của năm 2022, thì cũng là cái video mình sẽ nói về chủ đề thớt và mình sẽ review trực tiếp trên thời gian thực, để bên cạnh một cái đồng hồ để anh em test, mình sẽ băm, hôm nay mình sẽ băm trả để cho các bạn xem có đúng như mình nói cái chất lượng thớt đây như nào, để mình xem chỉ cần sử dụng một lần như vậy thì cái độ hao của nó như nào. Rồi mời anh em cùng theo dõi, video nó hơi dài thì anh em chịu khó, ai mà không xem được thì mình tua qua đi, thì mình sẽ để review trên thời gian thực để các bạn xem nó rất là thực tế nhé. Rồi mình vừa đi lấy cái kéo và chỉnh góc quay lại xuống thấp một chút để các bạn nhìn rõ, đây là một cái thớt 50 giày 7 mà mình mua ở trên mạng. Đây, cái thứ 50 giày 7 hàng không tâm không giác này thì nó có giá là 1 triệu, ở đây là 1.200.000 cả ship các bạn ạ, 266.000. Đấy, tiền ship là hết 66.000. Ở đây người ta bán hàng rất chuyên nghiệp các bạn ạ. Những bạn này là những dân chạy ad hay là dân chạy quảng cáo marketing online. Rất chuyên nghiệp, ở đây có cả máy post tính tiền. Đấy. Cái tên shop thì có dấu đỏ này. Đấy, cái tên shop thì xin phép mình không công bố ở đây. Đấy, nhưng mà nói thế để anh em biết rằng là đấy, người ta làm rất chuyên nghiệp luôn nhá. Thì cái thớt của mình đặt thì là cái loại mình không lấy dây đai các bạn ạ, không bọc siêu. Thì mình có thỏa thuận với chủ shop là cứ để nguyên như vậy cho tôi, có đúng nghiến hay không. Thì bây giờ mình mới bắt đầu mở này. Thực ra thì mình biết tổng nó không phải là nghiến vì không có cái giá nó rẻ như vậy. Một số shop thì vẫn bán nghiến Tây Bắc nhưng mà nó không được đẹp, cái giá thì nó cũng nằm cỡ khoảng 1.200.000 gì đấy tương đồng, nhưng mà cái chỗ này gửi hình cho mình đã xem nhiều rồi thì mình biết rõ nó không phải nghiến các bạn nhé. Cho nên là mình biết rồi nhưng mà mình vẫn lấy để mình làm cái video này cho các bạn xem. Thì trước đấy thì cũng nhiều anh em theo dõi trên kênh ấy, rồi là nhắn tin Zalo của mình thì mình cũng nói như vậy nhưng mà cũng không có thời gian để làm video, thì cũng cứ hẹn tất lần tất nữa bảo hôm sau làm cái video để bóc phốt cái gỗ Nam Phi giả nghiến nó như thế nào. Hôm nay mình mới làm được các bạn nhé. Nó khá là nặng các bạn ạ. Đấy, ui dồi ôi. Thất khá là đẹp các bạn ạ. Rất nặng luôn. Đây để mình cầm máy mình quay cho các bạn. Đây. Mình sẽ quay cho các bạn này. Đẹp không? Rất nặng nhá. Khô đét luôn. Nào, một cái thớt nghiến như này thì ai dám bảo không phải là nghiến. Nặng và khô đét, khô cũng là một cái đặc trưng để các bạn phải chú ý nhá. Mình nói thêm với các bạn là nghiến mua đúng thật thì không bao giờ có khô. Nhiều bạn cứ hỏi của mình có đòi hỏi là có cái nào khô hẳn không thì mình trả lời là không bao giờ có đâu. Bởi vì với một cái thớt 50 giày 10 như giày 7 như này để mà nó khô hẳn nó phải mất cỡ khoảng tối thiểu nửa năm.
Thế thì không có ai dạy gì mà lại đi mua thớt về để chờ nửa năm sau mà bán cho các bạn đâu. Mà cái loại gỗ mà khô là các bạn phải nghiên cứu lại. Khô là chỉ có gỗ nhập khẩu nhá. Nó khô đét từ bên kia từ nhiều năm, nhiều tháng. Đấy. Còn một cái thớt nghiến thật thì nó luôn có mùi hôi bởi vì là nó còn tươi và nghiến đặc trưng nó có mùi khai. Còn những cái thớt mà bạn mua về như mua trên Lazada, Tiki mà thấy nó khô đét, nó chả có mùi gì thì xin lỗi là không bao giờ phải nghiến đâu nhá. Đấy là một cái đặc trưng. Rồi lại nói thêm về cái thớt này. Để mình quan sát xem nào. Nó có một vòng vân sáng và một vòng vân tối các bạn ạ. Thớt rất đẹp, để rất ngay ngắn này. Đấy, những cái vòng vân sáng này á, mình chắc chắn luôn là băm vào là sau nó sẽ ra mùn, chỉ băm một hai lần. Và hôm nay mình sẽ review trực tiếp, mình băm cho các bạn xem. Nó sẽ lên mùn ở những cái vị trí này. Khối lượng thì khá là nặng, gần như tương đồng với nghiến. Và cái vân thì là khác các bạn nhá. Vân nghiến thì nó không có vân tối vân sáng, nó rộng quá như này. Một số loài nghiến thì vẫn có, nhưng mà cái vân tối hay vân sáng thì nó đều mòn đều, chứ nó không có cái hiện tượng gọi là lốc râm ở như vân tối. Đấy, cái này vân như này là không phải rồi. Rồi là cái màu thì là khá là tương đồng nhá. Cái màu thì đúng là màu y màu nguyên nghiến luôn các bạn. Đấy, rồi bây giờ tôi sẽ review trực tiếp băm băm thịt băm chả trên cái này trực tiếp xem nó như thế nào. Rồi, bây giờ mới đến màn đặc sắc, màn kịch đặc sắc cho các bạn xem này. Mình sẽ đây cho các bạn xem lại một lần nữa cái thớt này. Rất phẳng, rất bằng, rất đẹp, rất nặng, rất cứng, rất khô, rất đanh. Cả hai mặt rất đẹp. Rồi, mình sẽ test cái mặt bên này. Cái mặt bên này. Đây. Thì mình sẽ ở đây mình có một cái zoom lại một chút. Rồi. Ở đây mình sẽ hôm nay mình sẽ băm chả nhá. Đây mình dùng hai con dao. Một con thì là sống dày 1 ly à 2 ly rưỡi, dao này dao chặt gà của SVBC Phúc Sen. Con này là con dao Thái, con TH02 của bên mình. Sản vật vùng cao. Con này thì dao Thái sống mỏng có 1 ly 2 nhá. Thì mình dùng cả hai con dao này băm băm với lực rất bình thường. Giống như là mình dùng thớt của nhà mình bình thường vậy. Và để tiết kiệm thời gian ấy, thì mình sẽ cái thớt này nó quá rộng mà mình sẽ tập trung vào cái băm vào một chỗ thôi nhá, không băm dàn đều hết các mặt được để cho các bạn xem. Và để mang cái tính trung thực thì ở đây mình để bên cạnh một cái đồng hồ để các bạn mình review theo thời gian thực. Bây giờ là 12 rưỡi nhá. Mình sẽ băm trong khoảng 10 phút đến khoảng 12 giờ 40 thì mình sẽ không cắt ghép video mà mình để nguyên cái đồng hồ ở đây cho các bạn theo dõi nhá. Đấy, rất thực tế nè. Rồi, để đây. Làm món chả nào. Đấy, để đá. Rồi, băm tạm một đấy thôi. Đây mình sẽ băm ở trong cái khu vực này thôi các bạn nhé. Có cả xương à. Ôi trời. Thịt mà lại ra xương rồi em. Mùn hay không? Ăn nhau là nó có ra mùn hay không? Băm với lực rất bình thường các bạn. Để xem thế nào. Cũng có thể cái thứ này nó lại tốt thì sao. Chưa khẳng định được điều gì. Mình làm rất thực tế thôi. Và video này nó có kết quả như thế nào thì mình cũng sẽ vẫn đăng. Hứa với các bạn là vẫn đăng. Các bạn
nhìn mình băm thì nó rất bình thường, nhưng không phải là cái kiểu cố ý để phá thôi. Nghe tiếng khá là đanh các bạn. Rồi, tăng tốc nào. Dừng theo dõi như thế nào nhỉ? Chưa có biểu hiện gì, chưa lên mùn. Thời gian đã qua 5 phút các bạn. Thực ra thì cái cây gỗ này nó cũng là gỗ nhập khẩu nhưng mà nó cũng khá là cứng. Cây nghiến thì là cây thường xanh cho nên là nó ít có cái hiện tượng mà vân sáng vân tối, nó quá rộng quá lớn. Chỉ những cây rụng lá theo mùa, ví dụ như cây này thì mình nghĩ là nó sẽ là thuộc loại cây rụng lá theo mùa, thì mỗi một năm nó rụng lá một lần thì nó sẽ tạo được cái bờ vòng vân nó sáng rộng. Bên này chút. Làm chả nướng thì như này được chưa các bạn nhỉ?
mình cũng tay đao thớt đầu bếp đó nha, không có đơn giản đâu. Chém vào khá là đanh các bạn, nhưng mà mình nghĩ là nó đanh là đanh ở những cái phần vân đen, bộ vân đen nó khá là cứng và nặng. Nát bấy rồi, mình sẽ băm lúc nãy là 12 rưỡi, kim này chỉ đúng đến số 8 thì dừng để cùng xem xét xem như nào nha. Bắt đầu bộc lộ vấn đề rồi các bạn ạ. Mình biết ngay mà nó đã bắt đầu bộc lộ cái yếu điểm của nó lên rồi. Mình sẽ không sửa video một chút nào hết để trực tiếp luôn. Một phút nữa các bạn nhá, mỏi quá. Vẫn còn một phút nữa. Nhọc quá. Đi chạy chơi. Rồi, dừng. Dừng nhưng không dừng video. Đủ 10 phút các bạn nhá. 12 giờ 40 rồi. Bây giờ tôi để đây. Tôi mỏi lắm, tôi phải đi hút điếu thuốc lào đã. Ăn điếu thuốc lào rồi cùng nghiên cứu các bạn nhá. Làm cái gì đâu, phải thực tế đâu anh em. Nói là nó phải có, phải đúng. Test là nó phải thực tế. Nói vơ nói vẩn người ta bảo nói phép. Nói không chứng cứ người ta bảo nói phép. Rồi, dẹp hai con dao ra đây. Cục thịt để đây. Bây giờ gợt cái này ra đây. Em cho anh chậu nước ra đây để anh chùi trực tiếp đây chứ không dừng video được. Đây các bạn thấy cái lủng nó mùn ra không?
Rồi, tôi chấp nhận là để đây tí nữa vợ tôi nó phải rửa nhà lau nhà, không có mang đi anh em được bảo là tôi chỉnh sửa video. Bây giờ đây các bạn nhìn kỹ này, tôi zoom xuống một chút, zoom lại một chút để anh em xem. Zoom lại nè, xoay ra đây nhá, xoay đúng một vị trí này nhá. Rồi. Có cái khăn khô nào không nhỉ? Đây. Hả? Thì đó. Đấy, cho vào đây. Có khăn khô này, lấy giấy anh lau. Đây này, anh em xem rõ được không ạ? Thấy chưa? Nó đã lốc theo vòng vân này, thấy không? Tôi sẽ lau khô được. Đó, thấy chưa? Đấy, nó thủ chung mất nửa ly rồi, mới có sau một lần băm. Băm có 10 phút. Đấy, lấy rẻ lau khô đi thì mới được. Anh em chờ nhá, chờ tôi lấy rẻ, thấy chưa? Rất rõ rồi nhá. Thấy chưa? Ô, video rõ như này. Đấy, nãy giờ tôi không xoay thớt, không chuyển đi đâu nhá, cái thớt vẫn nguyên, anh em nhìn ạ. Nói cái gì nó phải thực tế, loại này tôi chưa cần băm tôi cũng biết luôn là nó sẽ bị, đấy thấy chưa? Đây, bây giờ thì anh em cho phép tôi cầm máy tôi quay cho nó dễ nhá, bởi vì đây này nó đã thực tế lắm rồi nhá. Để tôi cầm tôi soi cho anh em xem này, tránh này, thấy bố xem này, zoom xa ra này, cầm máy này. Rồi, con cầm cái này đi ra chỗ khác cho bố. Cho nên cầm nó đi. Rồi, này cho nó đây. Đây, anh em cùng nghiên cứu nè. Đó, nãy giờ tôi chưa đụng cái gì nhá. Vẫn cái thớt này, dựng lên cho anh em xem nhá. Mới sử dụng độc một lần nè. Xoay nè, đây mặt bên đây lành này nhá. Đẹp chưa? Đẹp bóng, đúng là nặng, kịch nè. Cực kỳ nặng luôn, sờ vô cào tay cũng không ấy này, cào tay không dắt mùn đến miếc này, khô hẳn nhá, khô hẳn này, dạn dăm đều hết khắp này, thấy chưa? Cái thớt như này thì làm gì mà anh em không bị lừa? Tôi đố ai biết được luôn, không phải cái kinh nghiệm như tôi thì hầu như 100 người thì đều bị lừa 100, thấy không? Cái đường vân này bây giờ tôi soi kỹ cho anh em xem này, đấy, tôi băm có độc có 10 phút. Đây đường vân này, cào vào vẫn rất cứng nha. Đường vân sáng này, cào vào vẫn rất là cứng luôn. Nhưng mà đây, đấy, đây là mới băm một ngày hôm nay ở đây nhá. Chứ giờ hôm sau là các bạn băm khắp như này thì cái thớt của bạn thì sau khoảng 10 lần thì vứt cái thớt. Đây, nó bị rỗ như thế này. Zoom to lên này, các bạn nhìn kỹ thì những cái sơ gỗ này nó bị lốc, nó lốc răm nhá, lốc hẳn luôn, lốc theo vòng vân. Còn lại thì những cái đường vân cứng, vân đen này thì nó chấp nhận được, có thể là gần ngang với nghiến, đường 8, đường 10. Chưa dùng qua nhưng mà cỡ đấy. Còn những cái đường vân tối này thì đây, những vết dao này, còn nguyên, đó, nó lốc như vậy. Rồi, cái thớt thì đến đây thì có thể video tôi chỉnh sửa được cắt, rồi sau cắt, chuyển góc quay rồi, coi như là bỏ nhá. Cái thớt này không dùng được các bạn nhá. Đây là một cái thớt giá rẻ, 50 giày 7, mà chỉ có cả bao ship nữa là 1.260.000. Đây là kết quả của nó. Hôm nay tôi đã có câu trả lời thực tế, rất là thực tế và trực tiếp cho anh em nhá. Và đây, giới thiệu các bạn, đây là cái thớt nhà tôi đang dùng. Một cái thớt nghiến đá Thanh Hóa thực thụ. Cái này tôi dùng là từ 2009. Cái này tôi rất, anh em xem ở trên kênh của tôi thì rất nhiều lần tôi đem cái thớt này ra tôi test. Bởi vì
Chả dại gì mà lại đem cái thớt mới sang mà chắc cả. Thớt dùng mười mấy năm từ 2009 này. Để 9 năm nay, 2013 năm đây. Đấy anh em nhìn này, nó nghiến nó phải nứt nha, thấy chưa? Nứt hết, nhiều anh em nhận được thớt, thậm chí là nghiến mật. Nó đã dạn răm hết được ra rồi, nhưng cùng lại điện đến lại bảo ôi sao mà thớt em giờ nó dạn tuyệt tuyệt thế này. Cái đấy là nó bị dạn như thế này, cái đấy là phải gọi là nó được dạn như thế này. Và nó dạn thành công như thế này. Tôi đã giải thích rất nhiều trên rất nhiều cái video rồi, anh em nào chưa ấy thì xem kỹ lại, đừng hỏi tôi những câu đấy. Nghiến mà lại bảo là không dùng mà lại bảo nó không nứt. Đây này, nhà tôi dùng nó nứt hết này. Ngoài cạnh này. Đây này, nó phải như vậy. Đây nứt này. Nứt này. Nứt này. Nhưng có can gì đâu. Đây cái thớt đang ấm, nhà tôi đang dùng để chặt cho anh em xem từ 2 lần 7 đến bây giờ. Nó chỉ cho phép ra mùn, cái dạng mùn ra đều. Sau 13 năm nó hao khoảng nửa ly này các bạn thấy không? Có nửa ly, cái này tôi chưa từng bào lại luôn. Các bạn nghe tiếng thép chưa? Vết này. Đấy, tôi băm một cái xong tí nữa tôi sẽ chỉ rõ cho xem. Dùng một cái to hơn để băm này. Đây, anh em xem rõ vết này. Một cái thớt cũ. Thấy không? Vết nó như sợi chỉ xoa đi nó mất này. Đấy. Nghĩa là tôi bảo làm sao mà lại cứ bảo là sao mà của chỗ anh nó đắt thế, tôi không khuyến khích mua. Thực sự với các bạn là tôi không khuyến khích, bởi vì tôi không đủ hàng để tôi bán. Là cái thứ nhất, cái thứ hai thì không khuyến khích mọi người dùng nghiến nha. Mọi người nếu như ai có thể dùng những cái vật liệu khác để thay thế, nó kém hơn nhưng mà nó đỡ áp lực lên cây rừng với những cái loài gỗ quý hiếm như này. Và cái hàng này cũng nói thẳng với anh em, đây là hàng tang vật thanh lý. Nó là hàng tang vật thanh lý của các đối tượng bị bắt, bị xử lý hoặc là vứt bỏ lại. Đấy, còn tôi không khuyến khích, cho nên các bạn mua được thì các bạn mua. Các bạn đừng có hỏi so sánh với tôi với cái chỗ khác sao mà nó rẻ nó đắt. Các bạn so sánh mà nó đắt hay nó rẻ thì phải so sánh nó có cùng kích cỡ hay không, có cùng chủng loại hay không. Các bạn lại so sánh cây sung với cây gỗ me hoặc cây sung với cây nghiến thì so sao. Cái này nó đâu phải nghiến đâu, các bạn so giá. Để bảo là chỗ tôi cỡ như này là 1,5 triệu các bạn nhá. Mà thực ra là 1,5 triệu 3 năm nay rồi. Mà giá nó đã lên rất nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì giá bởi những cái chen của cái video của tôi ở trên mạng, nên tôi buộc phải bán 1,5 triệu, chứ thực ra giá bây giờ nó khác nhiều rồi. Đấy, các bạn so làm sao được, cái này có phải nghiến đâu, các bạn đi so. Chỗ tôi nó 1,5 triệu, chỗ này 1,2 triệu này, các bạn cứ 1,2 triệu mà mua. Đây, không trả lời cho nhiều anh em mà so sánh giá nhá. À, tôi thì tôi chưa từng mua cái loại thớt này và dùng bao giờ. Nhưng mà tôi biết chắc chắn nó không phải là nghiến, bởi vì với những cái kinh nghiệm của tôi và những cái quan sát của tôi và kinh nghiệm về gỗ, về thực vật. Và hôm nay tôi test thì tôi mới dùng lần đầu và cũng test lần đầu, nhưng tôi biết chắc chắn với cái kiểu vòng vân như này nó sẽ bị lốc như thế. Và đây là cái câu trả lời các bạn, bởi vì cùng với tại sao mà tôi khẳng định như vậy, bởi vì là không chỉ hôm nay tôi test mà trước đây khách hàng của tôi bị rất nhiều. Hoặc là khách hàng mà đã từng mua ở nơi khác, sau đấy về bị như thế này và tìm đến tôi ấy, thì người ta gửi hình, người ta hỏi, người ta tư vấn, thì tôi tư vấn cho người ta, thì nên là tôi biết nó rất nhiều cái kiểu lốc như thế này. Và đây cho anh review lại cho anh em xem một cái ảnh. Đây là một ảnh một cái thớt. Cái này là cái thớt 45 các bạn nhá, của một anh nhà hàng ở trong miền Nam, anh gửi hình. Thì sau đấy anh ấy mua một đôi cơ. Sau đấy anh đã quay lại biết đến kênh của tôi và quay lại mua của bên tôi và gửi cái hình này, thì tôi nói rằng đây là gỗ nhập khẩu. Thì đây các bạn quan sát kỹ, cái thớt kia nó cũng y như cái thớt này, không có khác gì hết. Đấy, các bạn cứ xem này. Đây hình của cái anh trong Hồ Chí Minh, như là Hồ Chí Minh. Rồi video cũng đã khá là dài rồi, mình xin phép được dừng video ở đây. Hôm nay không phải là một ngày đầu năm, nhưng mà là cũng là một cái video đầu tiên của kênh Sản Vật Vùng Cao trong năm 2022. Thì qua video này thì mình cũng xin kính chúc sức khỏe tới tất cả anh em. Xin cảm ơn tất cả khách hàng và những anh em đã đăng ký kênh Sản Vật Vùng Cao, ủng hộ kênh Sản Vật Vùng Cao bấy lâu nay. Cũng mong trong những năm tiếp theo thì anh em sẽ tiếp tục ủng hộ mình, và mình cũng sẽ hứa sẽ đưa đến cho anh em những cái sản phẩm nó xứng đáng với giá trị đồng tiền của các bạn bỏ ra. Ngoài thớt, video thớt ở đây thì anh em nào theo dõi thì biết rằng là mình có bán rất nhiều mặt hàng của Sản Vật Vùng Cao, từ dao thớt cho đến các loại sâm rừng, đồ ngâm rượu, cho đến các giống vật nuôi bản địa như là chó Phú Quốc, chó mông cộc,
chó Bắc Hà các loại, rồi là những cái sản phẩm về hỗ trợ sức khỏe như là chè hoa vàng, nấm linh xanh, rồi đông trùng hạ thảo, nói chung là rất nhiều. Anh em có thể vào trong cái website www.sanvatvungcao.vn thì đây là những cái mặt hàng mình sâu lên trên website, hoặc là vào kênh YouTube Sản vật vùng cao, hoặc là vào Facebook thì vào fanpage Sản vật vùng cao để ủng hộ mình, hoặc anh em có thể trực tiếp gọi tới hai số điện thoại dưới đây 0943 049 368 và 0373 674 161. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt. Bà con cô bác, anh chị em nào có nhu cầu mua nấm lim xanh, đông trùng hạ thảo, chè hoa vàng, hà thủ ô, giá phúc sen, thất nghiến, các loại sâm rừng, dược liệu quý và đồ ngâm rượu thì liên hệ cho số điện thoại 0943 049 368 hoặc 0373 674 161 để mua các sản phẩm tốt nhất trên kênh Sản vật vùng cao. Sản vật vùng cao, chất lượng thay cho lời nói.